cái nhóm áo tím này phải bảo vệ tôi nha. Có chuyện gì là bốc dục văng ra nha. À, rồi đánh giùm anh Long cái bài thua một người dương một. À, rê thứ hôm nay ca techno. Ok. Dũng Trung nó viết làm sao mà bây giờ tôi không hát cái nồ được chỉ trơn á. Quý vị có muốn nghe cái bài anh em bỏ nhau sau đành không? Thua một người dưng hai không? Mình muốn mình phải vỗ tay lớn mình ủng hộ cái bài hát đi.
Đó, bây giờ là em nói thiệt với quý vị là giọng cổ một lát nữa Long sẽ hát cho bà con nghe nha. Lát nữa tới đây bà con tới đây tới 1.000 người luôn mà, phải không? Cho nên là Long sẽ hát một bài hát theo yêu cầu. Bây giờ có một thì phải hát số 2, đúng không? Nhóm áo tím đâu? Trời, chắc đêm nay mất ngủ luôn á. Đừng khủng bố em nữa nha quý vị nha. Khủng bố em, người nào khủng bố là em lóc người đó. Em không đọc comment đó, bởi vì em lỡ đọc comment là lỡ em bị sân si, cho nên em không dám đọc. Nếu em thấy nhảy vô cái tên là em quẹt qua liền, là xóa liền vậy, lóc liền vậy, không? Nói chứ ai muốn làm gì làm, ai muốn mắng gì mắng, ai muốn chửi gì chửi. Mình ăn chay trường rồi mình tu rồi còn gì nữa. Ở đó mình để ý là hả gì cô? Đẹp hả? Mấy chục năm nay rồi mà vẫn còn đẹp hoài hả? Thấy con có già không? Thiệt không nha? Thiệt hả? Hay là khán giả nhà rồi khen với nhau? Quá truyền hình hoài. Coi truyền hình hoài ha. À, ở trên có để là ở trên chương mục đầu là anh em bỏ nhau sau đành đó con. Rồi để cho mà. Rồi bây giờ vỗ tay cho một ca khúc mà từ ngày mà Long họp báo cho tới ngày hôm nay, Long đi qua tới Mỹ, bây giờ Long về hôm nay Long mới review ca khúc này. Bài hát được mang tên Anh Em Bỏ Nhau Sau Đành, tức là thua một người dưng hai. Buồn dễ sợ lắm. Phải chi mà có bé Hồng Loan ở đây, rồi có Hậu Phương đây, rồi Hà Ly, Hồng Ly, Vũ Lâm, Linh Quả có bài hát này ha. Máu sinh ra vì mà không yêu thương nhau, tính toán thiệt hơn để cha u sầu, để mẹ buồn đau. Anh em chung giọt máu đào, sao mà không cần quý nhau, chỉ vì lời danh mà không yêu thương nhau.
Bài ba chưa phát hành, có rồi, có bài thua một người dương ba rồi.